Nga hay Ukraine sẽ chiếm ưu thế trong mùa đông? Cả Nga và Ukraine tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc xung đột trong mùa đông 2023. Tuy nhiên, cả hai bên đều gặp nhiều khó khăn trong điều kiện mùa đông. Tổng thống Zelensky nói quân đội Ukraine đã sẵn sàng cho cuộc chiến trong mùa đông khắc nghiệt với binh lính Nga. Quân đội Ukraine và Nga đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới của cuộc xung đột khi cái lạnh bút giá của mùa đông đang đến gần và nhiệt độ trung bình chỉ dao động từ âm 4,8 đến 2 độ C. Nhiệt độ đóng băng có khi xuống tới âm 20 độ C có thể cản trở hoạt động của các vũ khí và trang thiết bị. Đạn dược có thể giảm tính năng chiến đấu và độ chính xác, nghĩa là cần số lượng nhiều hơn, sự hao mòn của thiết bị cũng sẽ tăng lên, trong khi tuổi thọ của vũ khí giảm xuống và đòi hỏi phải thường xuyên bảo trì. Máy bay không người lái, đặc biệt là loại nhỏ như dòng DZI, Mavic mà quân đội Ukraine đang sử dụng sẽ gặp khó khăn trong quá trình vận hành khi nhiệt độ xuống thấp, đồng thời gió hoặc tuyết cũng sẽ làm giảm khả năng trinh sát của loại UAV này. Những điều kiện thời tiết mùa đông cũng sẽ hạn chế khả năng cơ động của các phương tiện hạng nặng như xe tăng và pháo, đặc biệt là pháo kéo. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động quân sự bởi tính cơ động đóng vai trò quan trọng trong tác chiến. Thời tiết mùa đông khả năng cao sẽ đóng băng tiền tuyến theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thời tiết mùa đông cây cối trơ trọi, tuyết trắng phủ đầy mặt đất, không có sự che chắn của cây cối, đòi hỏi cần phải sử dụng những kiểu ngụy trang mới để tránh bị đối phương phát hiện. Một yếu tố hạn chế khác trong mùa đông là nguy cơ binh lính bị lạnh cóng và hạ thân nhiệt. Ngoài những ảnh hưởng về thể chất, thời tiết ẩm ướt và lạnh giá cũng có thể ảnh hưởng đến tinh thần của binh sĩ, mặc dù đây là một yếu tố tâm lý nhưng không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của nó, bởi điều đó có thể ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chiến đấu. Điều cần thiết đối với Ukraine và Nga là phải thực hiện các biện pháp chuẩn bị cả về nhân sự và trang thiết bị. Điều này có thể quyết định đến thành công trong các chiến dịch mùa đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước ông đã sẵn sàng tiếp tục các hoạt động quân sự trong mùa đông. Trong khi đó, các quan chức Nga cũng khẳng định họ cũng đã chuẩn bị cho tác chiến mùa đông. Khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đến thăm một đơn vị quân đội Nga đóng quân ở miền nam Donetsk để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đối với Ukraine, những khó khăn lớn nhất không chỉ là thời tiết lạnh giá mà còn bao gồm hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong thời gian qua. Điều này có thể có tác động sâu sắc đến các hoạt động quân sự bởi việc thiếu điện có thể làm ảnh hưởng mọi thứ, từ thông tin liên lạc đến năng lực hoạt động của các bệnh viện dã chiến. Đây là lý do tại sao Tổng thống Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết phải lắp đặt thêm hệ thống phòng không để ngăn cản Nga phá hủy mạng lưới năng lượng của Ukraine. Nếu cơ sở hạ tầng năng lượng được bảo vệ, phía Ukraine khẳng định họ sẽ không gặp phải khó khăn nào. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, ông Kirill Budanov cho biết mùa đông sẽ không ảnh hưởng đến Ukraine và Nga vì cả hai bên đều đã quen với điều đó. Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận phía Nam Alexander Tarnovsky cũng có đồng quan điểm với ông Budanov khi cho rằng quân đội Ukraine chủ yếu đi bộ thay vì di chuyển bằng các phương tiện hạng nặng. Đó là lý do tại sao thời tiết hầu như không có tác động tới các chiến dịch của họ. Mưa tuyết có thể cản trở khả năng di chuyển của các phương tiện hạng nặng như xe tăng, trong khi Ukraine chỉ hoạt động với những đơn vị bộ binh nhỏ và sử dụng các phương tiện nhẹ hơn. Một số nhà phân tích nhận xét mùa đông sẽ là phép thử ý chí của Ukraine. Trong khi đó, Nga đã nỗ lực đáng kể để đảm bảo cho quân đội có thể hoạt động ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhiều năm qua, họ đã được triển khai tới Bắc Cực để tiến hành các cuộc tập trận. Chủ đề về chiến tranh mùa đông cũng được thảo luận rộng rãi trong các quan chức quân sự Nga. Các nhà phân tích phương Tây và Nga đều cho rằng trong mùa đông cả Nga và Ukraine sẽ tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng và các tuyến đường tiếp tế quan trọng ở phía sau tiền tuyến. Nhưng kế hoạch này có tác động như thế nào và các cuộc giao tranh lớn sẽ diễn ra ở đâu vẫn là điều chưa rõ ràng. Một khả năng xảy ra là Ukraine sẽ tiếp tục tiến công theo hướng Topmak ở Zaporizhia và cố gắng bao vây Bakhmut, trong khi Nga duy trì sức ép lên các khu vực trung tâm quan trọng của Kupiansk thuộc khu vực Kharkiv và Avdiivka ở phía đông Donetsk. Ukraine sẽ muốn ngăn cản Nga giành thêm lãnh thổ, trong khi đó họ vẫn phải tiếp tục cuộc phản công. Kết quả chiến dịch mùa đông sẽ phụ thuộc vào ý chí của Ukraine, khả năng và mức độ cung cấp đạn dược của phương Tây. Đây có lẽ là một thách thức cho chính quyền Kiev, nhất là trong bối cảnh chính trường Mỹ đang chia rẽ sâu sắc về các gói viện trợ cho Ukraine, trong khi xung đột ở Trung Đông giữa Israel và lực lượng Hamas không ngừng leo thang. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga có thể sẽ thực hiện các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào hệ thống năng lượng của nước này vào mùa đông. Ngày 13 tháng 11, Reuters dẫn lại bài phát biểu trực tuyến hàng đêm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết người dân nước này cần phải chuẩn bị cho làn sóng tấn công mới của Nga và các cơ sở hạ tầng năng lượng khi mùa đông đến gần. Chúng ta đã đi được gần nửa chặng đường của tháng 11 và phải chuẩn bị cho thực tế là đối phương có thể tăng số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa vào cơ sở hạ tầng của chúng ta. Ông Zelensky cho biết Kiev sẽ tập trung nguồn lực cho quốc phòng bằng mọi cách để có thể vượt qua mùa đông 2023 cũng như cải thiện khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine. Trước đó vào tháng 10 năm 2022, Nga tiến hành không kích quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng của Kiev bao gồm cả nhà máy điện gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết Kiev sẽ có đủ nguồn năng lượng để vượt qua mùa đông, nhưng nói rõ các cuộc tấn công của Nga nếu xảy ra sẽ tác động đến kế hoạch này thế nào.
Cơ quan chức Ukraine ngày 8 tháng 11 cho biết Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine 60 lần trong những tuần gần đây, một dấu hiệu cho thấy một chiến dịch tấn công có thể đã được thực hiện. Tổng thống Ukraine cũng đưa ra dự báo quân đội Nga có thể sẽ tổ chức đánh lớn ở mặt trận phía đông Ukraine trước khi thời tiết trở nên lạnh hơn. Một phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga vào thị trấn chiến lược Avdiivka ở vùng Donetsk hiện đã hạ nhiệt nhưng có thể nóng trở lại trong những ngày tới. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky cũng ca ngợi những nỗ lực anh hùng của lực lượng bảo vệ Avdiivka trước áp lực từ những nỗ lực tiến quân của Nga kể từ giữa tháng 10. Tư lệnh lục quân Ukraine Đại tướng Oleksandr Sysky trong bài đăng trên Telegram rằng lực lượng Nga đang chuyển hướng tấn công sang khu vực Bakhmut và cố gắng chiếm lại các vị trí đã mất. Bakhmut, phía bắc thành phố Donetsk, bị lực lượng Nga kiểm soát vào tháng 5 năm 2023 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Trong các cuộc phản công gần đây, quân đội Ukraine đã chiếm lại một số khu định cư xung quanh thành phố này. Báo cáo của Nga về cuộc giao tranh hôm Chủ nhật cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine gần Bakhmut. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng nước này tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong bối cảnh Nga có thể sắp mở chiến dịch tập kích hạ tầng năng lượng trong mùa đông. Trong mọi cuộc đối thoại với chính phủ Ukraine, chúng tôi luôn khẳng định rằng Mỹ sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ họ. Ngoại trưởng Antony Blinken đã thảo luận với ông Andriy Yermak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, về những bước đi nhằm củng cố hạ tầng của nước này trong mùa đông sắp tới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết hôm 13 tháng 11, cuộc gặp diễn ra khi Ngoại trưởng Blinken trở về thủ đô Washington sau chuyến công du Trung Đông, chuẩn bị tới thành phố San Francisco dự hội nghị các nhà lãnh đạo diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương APEC. Phát ngôn viên Miller nói thêm, Nga đã tìm cách đánh sập hệ thống năng lượng của Ukraine trong mùa đông năm ngoái. Họ rất có thể lặp lại điều này vào năm nay. Cố vấn Yermak đã đăng bài viết trên mạng xã hội X để cảm ơn Ngoại trưởng Blinken về sự ủng hộ của Washington. Ông trước đó thông báo tham gia phái đoàn đến Mỹ để thảo luận các biện pháp hỗ trợ, trong đó có tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine. Giới chức Ukraine tuyên bố đã củng cố mạng lưới phòng thủ để bảo vệ các cơ sở hạ tầng then chốt. Các quốc gia phương Tây cũng viện trợ hàng loạt hệ thống phòng không cho Kiev trong thời gian qua. Những đợt tập kích dồn dập của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine mùa đông năm ngoái làm hư hỏng đáng kể lưới điện của nước này, buộc nhiều đô thị phải cắt điện và nước nóng luân phiên. Bất chấp Kiev tìm cách tăng cường năng lực phòng không, các quan chức nước này vẫn lo ngại nguy cơ cắt điện và nước nóng tái diễn khi lưới điện chưa được phục hồi hoàn toàn. Nga gần đây cũng tăng cường dùng tên lửa và UAV tập kích mục tiêu Ukraine. Giới chuyên gia phương Tây nhận định đây là nỗ lực làm cạn kiệt đạn phòng không và phá hủy những kho chứa vũ khí tầm xa của Ukraine. Nga thay đổi chiến lược trên chiến trường Ukraine. Lực lượng không quân Nga được cho là chuyển hướng, tập trung vào huấn luyện máy bay không người lái UAV trong bối cảnh nguồn cung cấp tên lửa và thiết bị quân sự thiếu hụt. Trong những tháng gần đây, có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga giảm đáng kể việc sử dụng tên lửa tại chiến trường Ukraine. Nhiều đồn đoán cho rằng Nga có thể đang xây dựng một kho dự trữ khí tài lớn để chuẩn bị cho các đợt tấn công vào mùa đông tới. Vì vậy, tại thời điểm này, Moscow chuyển sang sử dụng các loại khí tài khác để thay thế sức mạnh của tên lửa. Ngày 15 tháng 11, cố vấn của Trung tâm Phân tích Hải quân CNA, kiêm chuyên gia về quân sự và công nghệ máy bay không người lái Nga, ông Samuel Bendet, viết trên nền tảng X, người Nga đã học được từ kinh nghiệm sử dụng UAV một cách hữu ích của Ukraine và đang cố gắng áp dụng với quân đội của họ. Trích dẫn một báo cáo truyền thông nhà nước Nga gần đây, ông Bendet cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang phổ biến chương trình máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Đây được xem là kiến thức bắt buộc trong Học viện Quân sự Nga, chuyên gia này tiết lộ. Cố vấn Bendet viết, một trong những bài học mà quân đội Nga học được từ Ukraine là tầm quan trọng của việc đào tạo những huấn luyện viên FPV. Họ sẽ là lực lượng nòng cốt để truyền dạy kinh nghiệm sử dụng dòng UAV này cho những binh sĩ khác. Bộ Quốc phòng Nga đang cố gắng tiêu chuẩn hóa khóa đào tạo của họ. Một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, hiện chưa rõ liệu các nhóm tình nguyện viên sẽ được tham gia vào khóa đào tạo của Bộ Quốc phòng Nga tới mức độ nào. Ở thời điểm hiện tại, hầu hết chương trình đào tạo về công nghệ cũng như cách sử dụng FPV vẫn do các tình nguyện viên thực hiện. Một báo cáo được Wall Street Journal công bố ngày 15 tháng 11 cho biết, giới chức Nga đã liên hệ với các đồng minh để yêu cầu trả lại một số thiết bị quân sự và khí tài mà nước này đã xuất khẩu trước đó. Nếu thông tin này được xác thực, đây có thể là dấu hiệu cho thấy nguồn cung khí tài của Nga đã suy giảm đáng kể sau gần 2 năm xung đột. Ai Cập lên kế hoạch gửi trả khoảng 150 động cơ máy bay trực thăng bắt đầu từ tháng 12. Ngoài ra, Moscow được cho là đang cố gắng đàm phán các thỏa thuận tương tự với Pakistan, Belarus và Brazil. Hiện chưa rõ kết quả của kế hoạch hoàn trả khí tài này, Moscow chưa đưa ra bình luận. Theo Urenska Pravda, trong tháng 9, Nga đã phóng hơn 100 tên lửa về phía Ukraine. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống 40 vào tháng 10. Trước đó, Pravda nói rằng Moscow có khả năng sản xuất tới 120 tên lửa tầm xa mỗi tháng. Máy bay không người lái là một trong những khí tài được không quân Nga trọng dụng trong nhiều năm qua. Trong đó, UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất được sử dụng thường xuyên nhất. Tuy nhiên, nguồn cung này đang bị thu hẹp. Hồi đầu tháng 11, Vadim Skibitsky, quan chức Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết
Nga gần đây đã bắt đầu tăng cường sản xuất máy bay không người lái nội địa. Chúng được chế tạo bằng các linh kiện do phía Iran cung cấp, dù mục tiêu đề ra là 200 máy bay không người lái được chế tạo mỗi tháng. Moscow dường như sẽ khó đạt được con số này.